Chào các bác, xin chào tất cả mọi người ạ. Kênh em lên sóng báo giá ít loa full bát 30 chip kèm ở trên ha. Những cặp loa đến từ Anh Quốc, đến từ Mỹ và đến từ hàng xịn nội địa của Quảng Châu, Trung Quốc ha. Rồi ở bên đây em cũng đang có hai cặp loa hàng tồn kho này. Như cặp loa BMB này, model là 450, hàng bãi xịn của Trung Quốc ha. Những cái cặp này nó bị lai bát lai chép anh em. Nó không có cái nào giống cái nào hết. Đó, em để trong kẹt lâu lắm rồi. Đó, được cái là hàng sống ha, như cái củ này là củ bát 25 này, từ đôi rồi lo chép đây, lo chép cũng là từ đôi ha, BMB 450 ha. Đó, đây là củ lo chép này, cũng là từ đôi luôn. Rồi e căng có logo BMB, nó hoàn toàn là những cặp lo này đều là hàng sống hết nha anh em ha. Hàng sống nó chỉ là không có đồng cặp thôi. Em sẽ tháo ra nè, sẽ tháo e căng ra ha. Rồi đây là củ lo chép này, lo chép này lo chép hàng xịn của Trung Quốc, đời cao anh em ha, 4 ôm này, có lá cờ của Mỹ và được sản xuất tại bên Made in China. Như cặp loa này em bán cho em giá 1.200.000 đồng cho một đôi, mình có thể về mình thay gân ha, thay gân mình xài. Còn đây là củ loa bát này, nó có model đây, nó có một cái tem model BMB CS 450 455 ha. Đó, củ từ đôi, rồi có tem BMB nằm đây này. Đất thùng này em vừa mới lôi trong kẹt ra nên nó còn dính dơ, dính bụi bẩn ha, và nó cũng có sống một vài chỗ nữa anh em. Đấy, như cặp loa này em bán như thế này ha, là 1.200.000 đồng cho một đôi. Đó, nó tình trạng là bị mục gân, về mình thay gân ha. Đó, tất cả các loa này đều là hàng còn sống hết anh em ạ. Từ đôi này rất là đẹp, rồi bên trong là côn 51 ha, côn 51 và cái củ bát 25 này cũng vậy, bên trong cũng là côn 51 luôn, hàng còn sớm, hàng còn đẹp. Rồi phân tầng còn nữa nè, bông ti âm luôn ha. Rồi hai lo chép đó, cặp này em bán 1.200.000 ha, em về lâu lắm rồi, nằm trong kẹt đó, giờ em mới lo ra, em lên sóng cho các bác có nhu cầu đó, lấy cái cặp này về. Rồi, dính bụi anh em ha, dính bụi thôi. Còn cái cặp mà ở đây là cặp PLD hay, cặp này em bán 1.700.000 đồng cho một đôi, xài hai lo chép và một bát 25 hàng xịn của Trung Quốc ha. Đây là cái cổ từ này đó, cổ từ loa này anh em, còn rất đẹp, rất mới ha. Đó, 8 ô, bên trong là côn 63 ha. Cái dòng này xài côn 63 anh em ạ. Bát 25 là côn lớn, côn cực kỳ to. Phía sau này AIM, rồi model là 10 ha, 400W, trở kháng là 8 ô. Đó, những cái cặp loa này là hàng xịn của Trung Quốc. Rồi cặp này em bán 1.700.000 đồng cho một đôi ha, xài cho hai lo chép và một bát 25. Con bát này em vừa mới tháo ở trong đây ra. Đó, như nhau này, em thấy không? Như nhau ha. Rồi 1.700.000 đồng này, và cặp BMB là 1.200.000 đồng. Còn những cặp full 30 như hàng của Anh Quốc, hàng của Mỹ và hàng xịn nội địa của Quảng Châu là cặp sạc Vega. Em cũng vừa cập bến thêm một cặp này nữa. Đó, bát 30 từ 170, côn 75, bên trên là loa chấp kèn. Côn 450 ha, sạc Vega này, cặp này em bán 4.500.000 đồng cho một đôi. Thì những cặp loa 30 này em sẽ bao ship hết luôn ha. Model này, sạc pin MX12 500W 1 cân. Một loa trở kháng là 8 ôm ha, đã được sản xuất tại bên Trung Quốc, Quảng Châu anh em ạ. Đó. Rồi, thùng là sơn sần rất đẹp, mặt sau cũng đẹp và mặt trên mặt trước đều đẹp hết. Đây càng cũng còn đẹp nữa, nó có cái lá cái tem nằm ở phía bên góc của ấy căng. Bên trong là chép màu đỏ này, họng màu đỏ và gân màu đỏ của sạc pin luôn. Thì cặp này hát karaoke ngoài trời rất là hay, hoặc là trong nhà ha, đánh bạo lực và chịu đòn tốt anh em ạ. Rồi như cặp loa sạc pin này em bán 4.500.000 đồng cho một đôi, là giá đã bao gồm bao ship rồi anh em ha, bao ship toàn quốc luôn. Rồi cặp JBL 112M em vừa mới tháo chiếc e-căng ra. Đó, e-căng của loa này anh em còn rất đẹp, rất mới. Cặp này em cũng vừa cập bến thêm một đôi nữa. Rồi CDX mã là 112M, cấu hình là bát 30, côn 63 từ 170, bên trên là loa chép kèn, chạy con loa chép 2412H1 ha. Tất cả bên trong loa chép và loa bát đều đến từ Made in Mexico USA hết anh em ạ. Ở phía bên trong đây nó có cái tem này, đó, có cái tem đây ha, là GX này 100 và mã model là 112M, công suất 250 đến 500W một loa, trở kháng là 8 ohm, sản xuất tại bên CK USA Mexico, đủ dung bởi giắc 6 ly hoặc là giắc
New Cheat anh em ha. Đấy, những cặp loa này hát karaoke tương đối là khá hay, khá là êm tai, bởi vì cái tiếng này là dòng tiếng full, nó chơi 10 tiếng ca, tiếng micro, tiếng long mid anh em. Nên mình hát karaoke tiếng rất là bay và nó không có bị nặng tiếng nha, nó thoát tiếng lắm. Trên dòng full của JBL này, bass 30, hàng cổ Mỹ nòi, Mexico, USA anh em ha. Rồi như cặp loa này em bán 11 triệu 200 ngàn đồng cho một đôi, bao ship toàn quốc cho anh em luôn. Đó, hàng còn đẹp, hàng còn zin ha. Nên mình cứ check thoải mái, cứ kiểm tra thoải mái và bao thay thợ, hàng bao sống bao zin và bao đúng đồ, đúng hàng xịn cho anh em luôn ha. Rồi giá là 11 triệu 200 ngàn đồng một đôi, bao ship toàn quốc cho anh em ạ. Và cuối cùng nữa là đôi loa full 30 chép kèm bên trên, đến từ bãi Anh Quốc xịn, hiệu ôm ha. Có một chiếc em nó tháo cái căng ra rồi. Đây là cái căng của loa đây. Đó, em sẽ để vào đây ha. Này, hiệu chữ ôm nó có một nó có cái chữ khắc lên trên cái căng luôn. Và bên trong đây là loa bass 30, bên trên là loa chắp kèn 350 hoặc là 450 ha. Và phía dưới là xài củ loa bass từ 170 côn 63 4 lốt hông hơi nằm ở bên trên và bên dưới anh em ạ. Đó, bên kia cũng vậy, hai bên đều như nhau. Đó, rồi em đã tháo một chiếc căng ra rồi ha. Hai bên này đều là như nhau, đều là hàng sống, hàng zin, hàng xịn như nhau hết anh em. Chữ ôm ở đây. Bên tay cầm cái chữ ôm này. Ở đây là ôm hàng xịn của UK ha, đến từ bãi Anh Quốc. Nó có model là LX-2. 200W cho một loa, trở khá là 8 ôm. Đến từ UK nha anh em. UK xịn nòi của Anh Quốc. Đó, ôm đây, ôm UK này. Và cặp này maximum nó cũng tầm khoảng 350W hoặc là 400W cho một loa ha. Đó, dòng bãi ôm mà tiếng ca cũng rất là hay và nó thật tiếng, bay tiếng lắm. Dòng này em đã bán cũng mấy cặp rồi, tiếng rất là bay và hay ha. Có như là những dòng loa bốt 3 là 1, CD 2, CD 3, CD 4 hoặc là CD 5 sẽ không có đủ sức mạnh cũng như là nó đủ cái độ phóng, độ hay so với lại những dòng loa full đâu. Nhưng dòng loa bốt nó chỉ để nghe nhạc thôi, chứ hát karaoke nó cũng đuối lắm anh em. Nên mình hát karaoke mình xài cho những cái dòng loa này nó sẽ hay hơn nha, tiếng nó sẽ hay và dày hơn rất là nhiều và bay tiếng nữa, phóng tiếng. Đấy, như cặp sạc Queen Mega này giá cũng rất là ok này, anh em mua về chơi ngoài trời, chơi trong phòng rộng ha, chịu đòn tốt nữa, côn 450 và từ bass là côn 75 ha. Đó, và em vừa báo giá rồi, như cặp ôm này là 8 triệu đồng bao ship, cặp JBL là 11 triệu 200 ngàn đồng em cũng bao ship, và cặp sạc Queen Mega bass 30 hàng xịn nội địa của Trung Quốc ha, nhập Quảng Châu, giá là 4 triệu rưỡi em cũng bao ship luôn. Còn hai cái cặp này hàng tồn kho lâu lắm rồi, là cặp này 1 triệu 2 này là không bao ship và cặp này 1 triệu 7 này là cũng không bao ship ha. Cấu hình gấu lắm, hai con bát đều như nhau và hai loa chép hàng còn sống hết anh em, đều là hát karaoke được. Rồi, và các bác quan tâm liên hệ cho em qua số điện thoại 0966 812 781, em ship hàng toàn quốc ạ. Và em xin cảm ơn, xin chào tạm biệt.